và tôi đang thấy là Deep Deep không mang theo thanh tẩy. Như vậy nó sẽ rất là lỗ. Ví dụ như trường hợp thứ nhất, Deep Deep không mang theo thanh tẩy, anh ta sẽ bị găng rất là dễ. Và nếu như mà bạn đầu không bị găng thì khoảng thời gian sau, bắt buộc anh ta phải lên cái khăn chàng nghệ thuật. Đó là món trang bị bắt buộc của con Phong Thò nếu như không có thanh tẩy luôn rồi. Con ra găng ở khu vực điểm giữa, ra đường giữa trước và chiến công đầu. Chiến công đầu dành cho Artifact, tôi không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đi. Cây tóc biến lăng bụng rất tuyệt vời. Và Artifact đang ngồi sẵn cái lóc xảy cho mình. Hai xa đi. Hai xa. Không, không chuẩn tâm để ghi. Rất đáng tiếc, mém tí nữa là anh ta ghi được thêm một điểm vào vòng rồi. Ép được thêm dịch chuyển của Kingsang. Đây là pha trong tranh lớn. Về nơi tóc biến lên thì dịch kiếm vào người của mèo con này bắn Celebrity bị dính kiệt sức nhưng không sao cả. Mèo con quay trở lại tấn công, mèo con đã nằm xuống. Artifact tiếp tục có điểm vào vòng kim, cây đang bị đối phương bắn. Và Artifact sẽ có điểm vào vòng thứ hai cho mình. Anh ta có hai mùa, anh ta đang gõ liên tục vào người của Deep Deep đang phải chạy đi. Celebrity nhảy lên, bắn hạ gục xạ thủ. Có điểm thắng là đồ. Đó đã thắng và không phải nằm xuống. Triple kill dành cho Artifact trong tình huống vừa rồi. DK chủ động, Victory bị chặn lại và nắm đấm công liên. Đó là nắm đấm cho anh ta về. Đó là nắm đấm lên thiên đàng. Thảm kịch đang xảy ra. Âm nhạc đâu mở nhà đám ma lên. Thảm kịch sắp sửa xảy ra đây. Mèo con là nạn nhân đầu tiên. Mèo con đang bị tấn công, mèo con bị chém tới khi nằm xuống. Thiên định kiếm trúng người của Deep Kiếp. Victory bây giờ mới tới nhưng ta chỉ mới cấp độ 4 mà thôi. Tiếp tục là Triple kill dành cho Artifact. Và Victory ở đây vô thôi rồi. Cảnh này là cảnh nằm trên dương chờ của Victory. Deep Kiếp đã có điểm vào một mình. Nhưng bên kia thì có tới 3 điểm hạ gục. Và xuống nhập ba này thì chỉ có nhập ba. Nó cũng tóc biển, Kirby bốc hơi. Nó xuống Victory cũng không thể nào tin tưởng. Tóc biển ngồi cạnh cục. Một giấc mơ khác. Không quá khó. Và tiếp tục là chăm trối. Tiếp tục hợp sửa thì tắt ra cũng có khả năng giải gia đình trong ván đấu vậy. Với cái kiếm của gia sư Phan, Artifact đừng nằm xuống lần nào. Hasagi, Wii tiếp tục là Milano hung thủ nổ. Mèo con không phải là nạn nhân tiếp theo. Celeb rất tự tin, Celeb có tóc biến, Celeb rất tự tin. Artifact đang từ từ bò tới. Victory là nạn nhân đầu tiên của cái tăng trỗi. Và các thành viên của FTV đang bắt đầu chạy toán loạn. Victory đã phải chạy đi sau khi bị dính cái. Thiên định kiếm mèo con đang bị bắt và mèo con đã bị ngã ngủ rồi. Siêu hùng giáng thế. Nhưng đây chỉ là một anh hùng có thể mà thôi. Và anh hùng có thể này không có thể được gì cả. Deep Kiếm bị dính lăn bụng và nằm xuống. Celeb có đứt bụng kiếm cho mình. Và các thành viên của FQ họ sẽ bắn hạ luôn cả Milano. Celeb nằm xuống nhưng không sao. Khoảng thi đấu này cũng sẽ nằm xuống chung với lại Celeb và chiến thắng dành cho FQ. Clearman sạch luôn ván thi đấu này. Kết thúc một ván thi đấu với một pha quét sạch không có gì tuyệt vời hơn dành cho bên phía của FQ khi mà họ bỏ túi chiến thắng chung cuộc của kèo thi đấu BO3 để có thể khiến cho một vị trí chắc chắn hơn trên bảng xếp hạng. Bây giờ FQ rất thoải mái, họ chỉ ngồi khách tây uống tách trà để có thể chờ đợi trận thi đấu tiếp theo mà thôi. Đúng, chờ xem ai sẽ là người sẩy chân ở bên kia mà thôi. FQ đang có được một Vladimir của vừa đường trên đối đầu với lại Nguyễn Tinh. Tôi nghĩ là anh ta sẽ lấy bảng khác. Nếu như bạn không cần phải lên cái món trang bị kia, bạn không cần phải lên cái đồng xu cổ đại. Nếu như được thì bạn cứ mang theo cái tăng tốc pha của mình thôi. Bởi vì hiện tại là Vladimir có tăng tốc pha, cái tốc độ di chuyển của anh ta nó rất nhanh. Chú ngủ bị dính lên sau mất nửa cái món ngay lập tức để xem Milano sẽ làm gì tình huống này. Đã có mèo con ra tới đây rồi. FTV họ có muốn lật ngược thế cờ này không? Án tử chúng người của DNK, thiết định kiếm chúng vào người của Milano. Thêm cả nữa là Thái Dương Hà Sang, Milano đang rất tấp bóng. Milano đã nằm xuống. Điểm mà một dành cho Artifact. Thêm nữa là món quà sứ giả Phoenix. DNK là người ăn được luôn. Có thể DNK tóc biến lên lăn bụng kết hợp rất tốt và Artifact tiếp tục có điểm hạ gục cho mình. Đó thì bên phía của FQ họ đã dành nhiều tài nguyên của mình để có thể kiểm soát khu vực Hammeron. Đây tình huống vây hãm vào công trình của phía FQ. Họ lấy được trụ thứ nhất khu vực đường giữa. Milano đang bị bắt lại vì dính quá nhiều thứ nhưng anh ta kịp sử dụng đồng hồ dẫn động của mình. Artifact từ sau thành công đá về rất tốt đến từ mèo con. Bắt người này. Dịch chuyển của Zoe, dịch chuyển của Artifact để xem nào. Nghịch sao bị hụt. Tiếp kiếm đang muốn hạ của DNK, ta làm được điều đó. Anh ta có thể có người đá hay không? Câu trả lời là không. Rika đang muốn tìm cái phía đằng sau. Deep Kiếp đang đứng sau lưng. Còn phải là chính xác là đằng sau cái. Oh! Rika bị dính thùng rượu. Anh ta đang bật đồng hồ của mình lên. Deep Kiếp bắt đầu bắn về nó rất thấp máu. Về nó nằm xuống đầu tiên. Rika đang lùi về tiếng sau. Victory che chặn cái nghịch sau đó. Và Celeb đang được bắn. Chạy tới. Chạy tới. Đằng sau. Sát thương của Skinsay là quá nhiều. Nhưng Celeb đang quá tuyệt vời. Skinsay hạ luôn Deep Kiếp. Vừa rồi Victory đã bị chạm. Hãy nhìn Kingsay. Kingsay ôm sát thương quá tốt. Kingsay đã phải nằm xuống rồi. Nhưng Victory có thể là nạn nhân tiếp theo. Venus thì Celeb khiến cho Celeb tiếp tục bắn. Và tiếp tục lao lên bắn. Đây là bản năng sát thủ. Đây là bản năng sát thủ. Đây là bản năng sát thủ. Bắn cho đối phương trở thành bất ngộ. Và triple kill dành cho Celebrity. Bản thi đấu này đang chuẩn bị thu về cho bên phía của FQ. Ngủ đến từ Rika, ăn cho bên đó nghịch sau. Lượng máu của Rika cực kỳ thấp, đất lĩnh vẫn đang còn. FQ tràn vào phá hủy cho bên đó một trụ nhà chính.
vẫn đang có cơ sở để có thể một mình Rika rất khó để có những người đồng đội của Rika. Chưa ra kia, Rika sẽ làm được gì trong tình huống này? Rika không phải kéo được cho mình đâu, nó vào thôi. Đó là tất cả những gì mà ta có thể làm được. Và clear man thứ hai, và đó là kết quả dành cho bên phía của Eren Kill, chiến thắng dành cho những chú phương ngoài.